khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 15 tháng 1 năm 2016, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi một chiếc xe tải mất thắng tông thẳng vào một quán phở ven đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, một xe tải mang biển kiểm soát 54M8203 do tài xế Phan Minh Khanh 32 tuổi ngụ quận 8 điều khiển trên đường Tân Sơn theo hướng quận Gò Vấp đi quận Tân Bình. Khi đi đến đoạn phường 12 quận Gò Vấp thì bất ngờ chiếc xe máy chạy từ trong hẻm ra đường Tân Sơn, lúc này tài xế Khanh liền đạp thắng gấp thì xe tải mất thắng lao lên lề rồi tông thẳng vào gốc cây trên vỉa hè rồi tông sầm vào quán phở. Vụ tai nạn đã khiến chiếc xe tải lật ngang đường, tài xế Khanh và một phụ xe bị mắc kẹt trong cabin. Mọi người đã mau chóng cậy cửa đưa anh này ra ngoài, riêng thanh niên phụ xe tải thì bị thương tích nhẹ. Tại hiện trường, chiếc xe tải tông bay một gốc cây, tông hư hỏng một trụ bê tông của quán phở, riêng chiếc xe tải bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Gò Vấp đã đến hiện trường điều tiết giao thông xử lý tai nạn. Đến khoảng 13 giờ 20 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải tỏa.